Trường Suriken là nơi ba người bạn Izan, Jimmy và Doha Nokuni được thỏa sức khám phá những bài học mới như làm thế nào để biến mất trong một đám khói hoặc bay qua các mái nhà, khiến lũ trẻ mê say học tập nhưng đôi khi cũng khiến chúng gặp phải rắc rối. Các ninja tí hon còn được học tập với những phương pháp giảng dạy kỳ lạ chưa từng có, khiến mỗi ngày đi học là một trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời niên thiếu của các bạn nhỏ. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.